Thưa quý vị, năm 2019, quân khu 7 đã có chủ trương lập đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, hướng tới phát triển thành lập liên ấp xã thị trấn biên giới, dần bố trí dân cư đều khắp trên toàn tuyến biên giới để nhân dân thực sự tự quản đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Đề án đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới tuyến đầu, đồng thời giúp nhân dân biên giới thêm an tâm vượt khó vươn lên phát triển đời sống. Tây Ninh là tỉnh biên giới nằm ở phía nam của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên hơn 4.000 km², dân số hơn 1.178.000 người. Đường biên giới của tỉnh dài 240 km, tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Tỉnh có 3 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ với nhiều đường tiểu ngạch. Với những đặc điểm nêu trên, Tây Ninh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của quân khu 7. Trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ, gắn kết chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng an ninh. Từ những năm 90 của thế kỷ 20, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xin chủ trương xây dựng các chốt dân quân trên tuyến biên giới. Từ các chốt dân quân biên giới đầu tiên được hình thành, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 32 chốt dân quân thường trực để phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, đặc biệt là bộ đội biên phòng, giữ gìn đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với cái địa bàn, địa hình phức tạp, xa khu dân cư, điều kiện ăn ở sinh hoạt và các yếu tố bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thế bố trận, bố trí quốc phòng và xây dựng khu phòng thủ vững chắc của địa phương. Nhận thức được cái vị trí chiến lược, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, thì lực lượng vũ trang tỉnh bố trí dọc biên giới gồm 15 đồn, 32 chốt dân quân. Các chốt dân quân thường trực biên giới là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân lao động sản xuất, giao lưu qua lại, tăng cường đoàn kết của nhân dân hai bên biên giới. Thứ nhất là trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chốt cũng như là bảo vệ cái điểm dân cư liền kề của chốt. Thứ hai là phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm tra, bảo vệ các cái cột mốc biên giới trên địa bàn được phân công. Đồng thời là thường xuyên tuần tra để giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ ba là phối hợp với lực lượng công an, lực lượng biên phòng gác tại các điểm COVID để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Thực tế cho thấy, phần lớn các chốt đồn làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới đều ở xa khu dân cư. Vì thế, thiếu các điều kiện hạ tầng cơ bản như điện, nước, đường giao thông, dẫn đến những khó khăn nhất định cho người dân sinh sống tại khu vực này. Là ngày lúc mà chốt mới vô đây ở, thì một đặc biệt là không có điện. Là ở đây là sử dụng cái đèn năng lượng và đèn dầu là khoảng hơn trên 3 năm. Rồi đường xá thì rất là khó khăn, thậm chí đến cái bà con nông dân mà đi sản xuất tuyến biên giới cũng rất là khó khăn, thậm chí phải đi bộ, đi xe Honda là không được. Ở gần chốt là không có một hộ dân cư nào ở đây hết, chỉ có những người dân mà qua lại sản xuất trên tuyến biên giới thôi. Do lịch sử và điều kiện tự nhiên nên nhiều nơi trên tuyến biên giới của tỉnh chưa có dân cư sinh sống, kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí thấp, nhận thức chính trị, pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa trở thành chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới, ảnh hưởng đến thế bố trí quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trước khi có cái khu dân cư liền kề ở chốt Bến Mồi thì điều kiện bà con ở trên đây thì cũng tương đối là khó khăn. Người dân sản xuất ở trên biên giới thì cũng chưa có thật sự là yên tâm. Xuất phát từ thực tế trên, năm 2019, quân khu 7 đã có chủ trương lập đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An và Bình Phước giai đoạn 2019-2025. Hướng tới phát triển thành liên ấp, xã, thị trấn biên giới,
dân bố trí dân cư đều khắp trên toàn tuyến biên giới để nhân dân thực sự tự quản đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Theo đề án, tại mỗi điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, quân khu 7 xây dựng 5 căn nhà cấp 4, kinh phí từ 120 đến 140 triệu đồng mỗi căn. Trong đó, quân khu hỗ trợ 90 đến 100 triệu đồng mỗi căn, số còn lại là kinh phí của địa phương. Tổng kinh phí xây dựng đề án trên địa bàn tỉnh là hơn 44,5 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng là lực lượng dân quân thường trực, công tác tại chốt dân quân biên giới, dân quân thường trực xã, dân quân dự bị, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an, biên phòng, đã có vợ, hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở và đất sản xuất, tự nguyện lên biên giới sinh sống. Theo đề án của quân khu, kế hoạch của ban dân tỉnh giai đoạn 2019-2025, trên địa bàn tỉnh là triển khai xây dựng 21 điểm trên 105 căn nhà. Từ năm 2019 đến nay, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổ chức xây dựng và bàn giao cho đối tượng thụ hưởng là 11 trên 21 điểm. Đang triển khai xây dựng là 9 điểm, lũy kế đến nay đã xây dựng được 20 trên 21 điểm, đạt 95%. Còn một điểm là dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh đã trở thành vùng đất lành cho những gia đình trẻ đầy hoài bão đến lập nghiệp. Từ những căn nhà đầu tiên của đề án, đến nay, trên tuyến biên giới của tỉnh dần hình thành những khu dân cư, tạo nên một vùng biên đầy sức sống. Và tương lai không xa, biên giới Tây Ninh sẽ mọc lên các cụm dân cư đông đúc, trụ phú, trở thành thành lũy lòng dân vững chắc. Nhà nước quan tâm cũng tạo điều kiện cho một căn nhà và một hecta đất để sản xuất. Kết hợp với đi làm mướn thêm thì một năm cũng thu nhập được 5-60 triệu. Điều kiện kinh tế gia đình cũng ổn, đường xá thì cũng thuận tiện, điện nước thì cũng đầy đủ. Hai vợ chồng quyết tâm là bám trụ ở đây để mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đây là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả trong việc bảo vệ vững chắc cột mốc đường biên. Và đây cũng là một cái chủ trương mà được người dân ở vùng biên giới đồng tình, ủng hộ cao. Nếu như trước đây bảo vệ biên giới chỉ có các đồn biên phòng là các chốt dân quân biên giới, thì hôm nay giữa các chốt dân quân biên giới đã có người dân sinh sống. Việc hình thành các điểm dân cư liền kề với các chốt dân quân biên giới sẽ hình thành lực lượng tại chỗ, làm chỗ dựa vững chắc, hỗ trợ cho lực lượng dân quân, lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ chủ trương sát đúng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm hiệu quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đã hiện thực hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ biên giới, thể hiện tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, bước đầu đã tạo ra diện mạo mới cho đời sống kinh tế xã hội nơi vành đai biên giới. Nhân dân đồng hành cùng các lực lượng trở thành phên chậu bảo vệ vững chắc chủ quyền đường biên, mốc giới, bảo đảm tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.